Em muốn trên đấy. Em chào anh. Trời ơi lạ quá. Béo ra đúng không anh Dũng? À. Lúc nào cũng vậy, mình béo ra. Tội người. Lâu quá. Anh tới nãy anh tới tà xà 6A hả? Em chào cô. À, chào em. Dạ vâng. Ô chào chị. 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 Chị Ngọc. Em chào chị. Em biết chỗ mà. Ờ. Chị quán chưa? Chưa. Chị ăn luôn không? Ở mình quán không vậy? Bò kho ở nhà mình thì vậy thôi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ngay cầu trưa Lê Văn Sĩ gần nhà của tụi mình hồi xưa. Ờ. Chị cầm đi luôn không? Đi đi. Ờ để lấy khẩu trang rồi đi. Siêu quỳ. Đó mình chạy vô luôn. Có để chơi cái đầu vô đó có cái này không có để chơi. Rồi vô đóng tiền. Không biết có đóng không. Mà từ mẫu của ông nội bà nội là thấy ông ngoại bà ngoại là mình đóng nguyên lần rồi. Có 1,6 triệu thôi. Nhưng mà ba em ở dần. Anh chạy vô thăm mộ ngay. Anh đã nhìn cái bố đăng ký đó. Ngọc lên ký chị Ngọc. Mình đi rồi đi vào một có sao mà. Không được, vậy là mình xíu tới rồi. Ok. Ôi mà mình cứ đặt cỡ mà em cầm hộ anh một chút. Có gì hết luôn. Ồ, mộ này là mộ ông rồi chị. Ông. À mộ ông. Nhà mộ bà. Anh Kinh Đà Phước một cái mà mộ giờ biết nhiều cái không? Nhiều. 200 triệu. Quý quyệt á. 200 triệu. Chưa chị của mày mất á, mùa trước lâu nữa là 50 triệu rồi, giờ lên 200 triệu. Dữ vậy hả? À, trên luôn. Này đất ế kìa. Chết còn bị tốn tiền nữa. Trên này đất ế. Bây giờ người ta đi thiêu nhiều lắm. Người ta không có chôn nữa. Chị nói thiệt cho Dũng nghe. Nước hả? Đi hướng nước đi. Này này đâu đây bên kia có thằng Thâm nó có để cái thùng nước á. Mình cứ cắm vô đi Dũng tưới nước vô là vừa. Một bó hả chị Ngọc? À một bó mỗi một. Một bó. Ông nội trước đi rồi qua bành tụi. Ông nội không đành bà nội không làm mẹ ông nội hả chị? Không, không có đất. Kỳ đó là muốn mua lắm mà xung quanh này không có ai bán hết. Thế là ông nội nằm đây, bà kia bà nội nằm bên này nè. Xéo xéo có một chút quá. Nói chung là làm hàng cũng... xóm của nhau mình có khắc nó đi không hay mình cắm vô đại. Cắm vô đại luôn. Nó chia nó... ra chia ra. Đất nhiều quá nó không có. Mình chia. Nó mình chia mấy nhánh ra bởi vì chị Ngọc mới cắt trước ở nhà cho nó gọn á. Dài quá phải không? Nè kéo nè. Mình đâu có môi được cái đó đâu ha ông Quỳnh. Không môi được cái lỗ nhỏ quá. Cái lỗ nó nông lắm, toàn đất không à. Nắng
Trời ơi, gái đàn của nhà tôi kìa. Cắm hoa không được hoa. Đừng cắt ngắn quá, hồi mình có cắm nó yếu cây á. Nhưng mà giờ nó cao quá, nó nghiêng mà nó không đứng thì không. Dũng nó đem nước vô cái nào nó. Nhớ là tầm nó có. Nè nè, trời ơi, cái lung kìa. Tại sao một cây to cái nhỏ lại chảy? Sao cây kia nó phát triển bự ra là bự. Chắc là bên này nó có nắng. Có cái mộ kế bên mối quá trời hả chị Ngọc Hoa? Ừ, nó sụp xuống bớt rồi nó lại lên lại đó. Ôi cái này là mối hả chị? Mối có, á. Có cả cái vỏ rắn ở trên đấy kìa. Ờ. Vỏ gì? Vỏ con rắn. Ghê vậy? Rắn lột da. Lột da nằm trên, trời ơi. Em tưởng là người ta xây kiểu này chứ. Đâu có. Ồ. Vậy trọng rắn nhiều lắm á. Đó. Bữa hổm nó sập xuống bớt rồi đó. Ôi bữa hổm nó chạy nhóc luôn. Mộ này là mộ của neighbor nha. Chắc là trong có rắn này. Đây này. Có cả da rắn này. Trời ơi. Ghê chưa anh, có da rắn này. Chắc rắn ở trong đấy. Em tưởng người ta xây kiểu như này. Tự nó có. Trời ơi, em tưởng nó xây kiểu này. Chắc mộ này chắc lâu năm nhiều không người tới. Không, cũng tới. Không, có tới đó mà người ta không làm. Người ta biểu là người ta nói cái này là tốt. Là tốt lắm á. À. Từ cái thời em ở đây là cái chỗ đã này có rồi ha. Mua muối lên rồi. Ồ, vậy hả? Ờ. Wow. Mỗi lần tới là mọi người cứ kêu là mộ của à, cái mùa mưa này trái cây bông hoa gì mắt quỷ. Quẹt rồi phải không? Trong này nè. Chưa chưa xong mà bày chưa bày bên nội mà. Rớt tờ giấy báo xuống giống chị Ngọc vậy nào. Nè. Rồi để nhang này chia làm hai. Để mua một bó nhang bắt luôn cho nó thơm. Cái này bà ngoại. Cái này bà ngoại. Bà ngoại tên Đào Thị Thưởi. Tên này lạ ha. Đào Thị Thưởi. Chưa bao giờ nghe thấy người tên người Đào Thị Thưởi. Quả phụ Nguyễn Văn Hồ. Nhũ danh Đào Thị Thưởi. Ồ, con ở Hải Phòng à? Ừ, ở cùng quê với em rồi đấy. Ừ, ngoại em bắt 54 mà. À. Ồ, cùng quê với mình. Gái Hải Phòng ấy chứ. Không phải vừa đâu. Bắt 54. Gái Hải Phòng đẻ dữ. Bắt 54. Hơn nó đâu tới. Quang Đại thì thôi bỏ báo rác đi anh, đừng có vứt. Mới về lụm rác xong rồi quăng đại rồi lại bay về mộ bà nội. Còn mới chứ. Thế chút nữa nắng hết. Cây này mình trồng được bao lâu rồi ha chị Hồng hả? Hình như là thời gian sau này á ai về cái đời đó nội ở ngoại vô rồi. Cắm được mấy cái bông chưa? Cắm bông rồi. Hôm nay ra mộ. À dám lắm. Ông nội bà nội của quý. Vậy là mắm nói đúng rồi mắm ơi. Cái này nó có nắng, cái này nó dướng nè. Đi nhớ quá biết đợ, em đâu biết đâu. Thì không biết đâu, chưa bao giờ gặp hết á. Chưa gặp. Thôi trời, bé nhà giờ đang nhà trong con trong. Trời ơi. Em Quang Quỳnh. Đây là em của Quỳnh. À. Con chú Thắng. Đi về điện cho ông nội thử đi. À. Còn xem nhờ.
đốt đang cày mà còn đốt cũng được nữa mà. Đây là mộ của ông này, cây của ông này, mà nó rắn nó lên nó lột da ra này, nhìn vắt vẻo chứ. Đúng rồi, cẩn thận đấy. Đâu? Dạ đốt qua đây đi. Ừ. Sao nè? Hết tóc rồi dùng. Cạo luôn rồi. Anh cạo mà tóc bạc nhiều lắm. Cầm cái hộp vẹt ra để nó để nhanh quá. Gió thổi á. Phỏng tay nhìn nhìn nhìn. Ấy lên rồi. Ông độ rồi. Ông độ rồi đấy. Không để nằm xuống vậy nè Dũng Dũng. Dạ. Trời. Ui đó. Chuyên nghiệp chưa? Hay cầm đó vậy chứ. Dạ vâng. Đưa cao lên, đưa cao lên đỡ ngọt. Đưa cao lên thế này này nó. Nhìn hay quá không? Dạ vâng. Dũng. Đưa cao lên vậy nè, cho nó không ngọt. Đó là mình khấn. Ồ. Chia ra Ngọc, chia ra chia. Chị chim đâu đó. Gió nó chảy áp nữa. Cắm xung quanh chứ, chứ. Có, có. Không, không bà ngoại, cắm trước đi, cắm trước bà ngoại. Cái mấy cây ngọc lấy em đó. Mấy cây đất trong mà một dàn ở đây 87 chị ơi. Ờ hình như là vậy. Đây là cái đây này. Cả nhà nhìn nhé. Cái này hàng xóm của ông này, mất năm 87. Cũng 87. Đây cũng 87. Đây cũng 87. Và đây cũng 87. Trời ơi. Vậy là hình như nó theo lô đó. Đấy. Ông cũng mất năm 87. Ở đây nhiều người 87 thật đấy. Giống như kiểu hàng xóm ấy. Không sinh cùng ngày mà đi cùng năm ấy. Đúng không chị? Không, sợ nhiều khi cái nghĩa địa đó, đó. Người ta sắp theo cái năm. Xé ra mắm ngồi ngựa đi, mắm ngồi ngựa hướng này đi mắm, gió nó thổi á. Giang thổi 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 cho ông bà chở dưới cho bay luôn. Em để gần vào không sao mà cháy. Bỏ này xuống cháy ngay. Từ từ nó sẽ có cái này cái bùi cái kia. Đó đâu mới cháy. Đó không vàng. Vàng phải để lên trên. Em để ở dưới sao mà cháy được vậy? Dạ dạ. Đấy, bây giờ hôm nay là mua số nhá. Nếu mà
ông độ cho khoảng 20 tỷ thì là chắc ở lại thêm ấy. Đang nói chuyện Bắc Nam mà không nghe gì hết. Trời nó nóng lắm luôn đấy. Mộ của bà có cây mãng cầu này. Cái này cây mãng cầu ha. Cây mãng cầu này là của hàng xóm bà. Nhưng mà cây nó lại chỉa sang mộ của bà, che mát cho bà luôn. Dạ, nó sạch sẽ nữa. Dạ, mà cà phê, dạ, nó sạch. À, đó. Đi bắn cung rồi chơi chơi bóng cà na. Chơi cà na, thể thao, chơi bầu dục. Chờ nửa tiếng. Tiểu đường nó phá ổng quá. Dạ. Dạ ok, dạ con cảm ơn dạ. Vậy má con giờ nó chậm, nó giật như cái yếu xìu rồi không được. Rồi xong hết rồi thôi đó Quỳnh. Dạ. Xong rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Mình lấy ít đồ về tự nhiên phải. Có còn dạ, cái bình kia nữa để đi lấy. Dạ rồi, cảm ơn bác. Dạ. Dạ rồi, chào bác, cảm ơn chào bác rồi. Dạ. Chào bác. Chào bác Nam. Chào bác. Chào bác Nam khỏe nghỉ nha. Xem kia. Rồi đi lên cua hồng đâu có mua cái gì đâu Dũng hả? Mông à. Miếng mông. Hồng à. Kiến. Bữa ở bên đâu có mấy bụi cây này đâu cũng nóng rồi. Mộ của ông bà gần lắm. Mộ của ông tới đây rồi. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Ủa trong này rộng thế. Ủa trong này rộng nhỉ. Ủa trong rộng. Wow. Ui, cửa nhỏ xíu trong này rộng thế. Đi gặp rồi, cô Hồng đi gặp bên nhà cô Tư đó. Ồ, thảo nào. Mà chứ nhìn cô quen lắm. Gặp rồi mà. Kiếm ra chú Hùng chưa anh Dũng? Xỉn ổng bị bà nào bắt rồi. Lên mép cô Hồng đi. Được chứ. Tại vì
Bây giờ mới đi thăm cô Hồng xong. Bây giờ cả nhà đi ăn mì gà. Khoảng miếng gà chi đồng. Mát mẻ. Em để ngồi bên đấy cho. Wow, nhìn ngon ha. Trời, cái nước này nhìn ngon đấy. Wow, cái quả gà. Trời ơi, to hơn cái tay mình luôn. Nước ngon đấy, nước mía ngon đấy. Lấy mùi gì cũng mới bỏ. Lấy mùi gì cũng đi ăn, tỉnh này lấy chai đúng không? Quên đi ha. Lấy mùi gì cho mới bỏ. Ăn chơi là gì? Ăn chơi thì ngọc. Đây, hành cho sang đây. Ăn đi. Thử xem nào. Cũng hay ha. Hỗ trợ lẫn nhau sống. Nếu mà để cho người ngoài mà vô mướn á, bán không nổi. Miếng ngon đúng không? Miếng ngon hả? Miếng ngon. Món này ngon này. Không ăn hành thôi à đúng không? Gà dại ngon. Rất là ngon. Ai tới bạn bè mà tới Sài Gòn thì nhớ qua quán này nha. Đồng. Mà 2-3 giờ vô đi luôn rồi. 300 mét quá. Nhậu đã luôn. Mua về cho cháu ăn. Thôi mua đi, sách về. Rồi, ông chặt cây sung kìa. Đi xuống là rơi vào người ấy. Tí cho vợ con ăn cây sung kìa. Người ta nói đành gỏi sung cũng ngon quá. Đúng rồi, người Bắc làm kia
cái quả sung cắt ra ngâm muối ấy. À đó. Đây là nhà chị Ngọc nha. Ở nhà có một tủ nó mua trong nhà. À. Vậy bé Bo chạy ra mua một chai mắm tôm nhỏ. Với lại 5.000 cà pháo. Lấy cho dì hai trái ớt, một trái chanh, một trái tỏi. Muốn 10.000 cà pháo không nghe bé Bo. Ôi nó màu đen lắm, không ngon. Vậy hả? 5.000 nhiều lắm á. Chứ không phải bao nhiêu bên Mỹ bán đâu. 5.000 mười mấy cũng 20 trái á. Để 10.000 đi, cái lăng nhiều lắm. Nhiều lắm nha Quỳnh. Đó, chị Ngọc được một tờ. Cà mắm cho một tờ nữa, giờ đi mua cà pháo ăn, có cà mắm cà pháo một lời. Cà mắm ăn cà pháo. Đấy, cà mắm đưa tiền rồi nhá. Chứ không phải cà mắm không đưa đâu nhá. quay phim để giờ nhận hàng. Em Dũng chạy xuống chơi. Bye chị nhá. Em về đây. Bye chị. Okay, em cảm ơn Dũng ơi. Bao nhiêu đây? Em biết gửi anh Dũng bao nhiêu đây? Anh thôi. Gì? Bye anh. Bye anh. Ôi. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ thiệt. Ôi cái bạn. Buổi sáng đi mua ông bà. Xong là bây giờ về nhà ngủ. Buổi trưa đi ăn buổi trưa. Bây giờ hai đứa bắt xe đi ăn cơm quê mới khó. Xem nó thế nào nha. Đây là Halloween nha cả nhà. That's why các cháu là dress up đây. Đấy, Spider-Man đây. Hình như là ở trong building của mình có Halloween party cho trẻ con. Cà là cái mắm chấm không em? Ồ, mắm này, mắm này mắm gì em nhỉ? Mắm nêm này em. Cà chấm mắm nêm. Chấm này. Lấy bát đi bà. Cái này là cá gì nhỉ? Cá thác lác. Ồ. Ồ, vui là thịt cá thác lác chứ không phải con cá thác lác. Cá thác lác. Giống như kiểu viên mọc á. Cảm ơn em.
mắm nêm, rau rừng xào, cà pháo, cơm. Cá kho gừng đúng không? À, hai người ăn hết này ông trời. Quả cho lắm vào. Trời ơi, là hai người này. 1 2 3 4 5. Ừ, cảm ơn em. Biết cá gì chiên chiên xù đây mà chiên chưa được xù, chiên chưa được xù lắm, không phải dưa hồng không rõ này mà chiên không được xù lắm, bình thường thì ăn xem nhé, chắc chấm với mắm, canh ngon đúng không? Bao nhiêu? Năm mấy? Hỏi xe nhé. Chuẩn bị. Bây giờ đang đợi Grab đi ra đường Nguyễn Huệ đi bộ. Đúng không ạ? Được hả? Được. Ôi đường Nguyễn Huệ buổi tối chưa bao giờ đường Nguyễn Huệ. Ôi nhìn vui. Ok, được. Ok, đi bộ vào được không? Đi. Hai vợ chồng đang ở đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trời ơi, đông quá trời đông này. Đông chưa? Vui nhở, chạy lung tung nhở. Wow. Nó chặn hai cái đường hai bên này. Cộng cái đường bên này. Chặn hết để cho người ta đi bộ.
Và hôm nay là Halloween nữa. Bye bye, bye anh. See you, see you. See you. Bye nha. See you nha. Cái gì vậy? Quên hết rồi. Costume ở Việt Nam có bằng costume ở Church Street của mình nhé. Cái này là cái gì hay này? Cái thật đó hả? Nó rủ cái này xuống này. Cái thật hay cái giả ấy, nhìn đẹp ấy. Ngồi dưới một cái cây. Một cây về lễ, đẹp không? Cái là sao tên là cái gì ấy, nhìn đẹp. Rất là nhiều trẻ con đang chơi, cả dâu cả bắt cả đào cả vải nữa, rất là nhiều trẻ con. Tầng lầu này là rất là nổi tiếng của Nguyễn Huệ này. Trên này là đủ đồ ăn rồi là trà rồi là cà phê rồi đủ trò. Ngồi lên trên này là tất cả mọi người nhìn xuống để cho người đi bộ. Ngay cả nhà sách. Thổi bên lòng mấy nữa trời. Đây này, đi cái này này. Anh không biết tầng nào luôn. Đi bộ thì free, còn thang máy 3.000. Dạ. Ồ, nóng chết bà. Đây là chắc úp đây này. Đấy đẩy quá. Sài Gòn ơi. Ôi được rồi, có chỗ uống được rồi. Hello. Xinh thế. Oh wow. Không chỗ ngoài ngồi à? Có patio không? Chỗ nào cũng quạt ngồi. Trước đã là tính sao? Ngồi đây nhé. Để cho nó mát.
Ôi ở đây mát đấy chứ. Có quạt này. Hai vợ chồng mới gọi tên cái sushi, một cái là passion sushi. Bây giờ passion food có tháp yoga nó nổ nổ ra này. Cái kia là cái gì? Đúng không? Trời ơi, đang ngồi xem Minh Anh kìa. Minh Anh bị xử rồi, khóc rồi, đang khóc. Đang khóc à? Chắc là chưa có nói anh gì. Không phải, nó không còn con này ngồi im ru. Cái ngồi im ru à. Cái gì tốt à? Whisky nha. So hot, pretty good. Cái này giống như kiểu pro tham yếu cả ăn được ấy, mới rồi. Rồi nó ngồi đây.